chúc ông nội bà nội năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Năm nay sẽ có cháu. Tiền vô ao ao. Mừng tuổi ông nội. Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới mà mười cái gì bà tuổi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Yeah. Bạn sự như ý. Sức khỏe. Chúc mừng năm mới. Dồi dào. Yeah. Chưa. Sống lâu. Đắm đâu. Với bơ. Thôi con Út, nói Út, mình tuổi Út. Năm mới nhà con chúc Út. Năm mới thì thiết là dồi dào sức khỏe. Thứ hai là nụ cười luôn trên môi, luôn vui vẻ. Thứ ba là làm việc lúc nào cũng say, hạnh phúc. Rồi, gia đình con mừng tuổi con Út. Rồi con chúc Út. 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6. Chúc bà Út. 1, 2, 3, 6. Chúc bà Út, nhanh đi. Chúc bà Út. Chúc bà Út. Cảm ơn bà Út. Bà nuôi gì sao? Này vô đây. Đấu chúc gia đình vô. Gia đình. Mẹ tiền đưa tiền nè. Mẹ tiền vô đưa tiền. Thôi mẹ tiền vô. Chị đưa gì kìa? Tới nhé cái mẹ tiền. Thì ai không được vô đi. Vô đi bà lợn. Ngại gì bà lợn? Năm cũ qua năm mới. Năm mới con năm nay mau có cháu ngoại cháu nội nữa. Rồi chừng nào tới bà, chừng nào cháu bà hả? Chừng nào có cháu ngoại của bà đây, nói đi. Trời ơi tưởng là cọc 500 trời ơi. Thiệt tình. À ơi, có lâu cảm ơn cho mọi người có tiền. Đúng rồi. Ủa chưa mẹ. Sống luôn vui vẻ con cháu. Trời ơi, chơi gì ào 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 vậy? Này giống công nghiệp quá vậy. Không có tình cảm gì vậy. Người ta tình cảm chứ không có công nghiệp nha. Không có gì hết. Trời ơi. Mẹ nhí này cứ. Nãy vô ngoại này con. Đi vô nè. Yeah. Anh đại diện chúc Tết. Khoan tay lại. Thấy chưa? Cái thằng mà làm ăn công nghiệp là vậy đó. Hàng này hàng công nghiệp rồi. Hàng công nghiệp quá. Yeah. Bé tiền, con bé tiền đó con. Này chúc Tết cho bà ngoại. Đợi nay. Rồi hai vợ chồng con chúc bà ngoại. Ồ, hai bạn lợn ở đây. Ai thế? Trời.
Thế, để cầm mượn xe chút đi. Đưa lên cục bạn. Cho ai đó. Người đâu mà màu đỏ dữ vậy? Ừ, phải vậy mới được. Đi qua đây đi 8 giờ. Rồi, rồi, tới bờ, tới bờ. Tới bờ, tới bờ, tới bờ. Chưa, từ ô ngon 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 ngon. Mẹ đâu có đây đâu, là con nội mẹ đâu cho nè. Đây là lì xì thủ nha. Công nghiệp. Được chưa? Chưa. Chưa. Rồi chị hai chị ba nè. Kìa trời nguyên cọc kìa trời ơi. Hàng về hàng về. Mẹ bơ đại diện chúc Tết mà tiền được gì đi. Đại diện bơ bà nha. Nói không nghe. Nó